cái ly đội bảy màu của em Tính. Anh đã làm xong rồi, từ nha. Rồi mở đèn đi em. Cái này chế nước vào nó sẽ đổi màu đẹp hơn nha. Đổi bảy màu luôn. Xong rồi nha Tính, mai qua nhận nha Tính ơi. Đẹp quá. Nè cái này, cái nút này mình có thể chỉnh nó càng nhanh hơn. Chỉnh càng chậm hơn tí xíu. Chậm. Đẹp quá. Giữ yên một màu. Rồi, cảm ơn em Tính ạ.